Quay trở lại với bản tin Việt Nam, thưa quý vị, tin cho biết Hoa Kỳ đang đào tạo tiếng Anh cho công an Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 10, Văn phòng Tiếng Anh INL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khai giảng một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chương trình tiếng Anh này kéo dài 15 tuần, học trực tuyến nhằm giúp nâng cao năng lực tiếng Anh trong giao tiếp, trong công việc và thúc đẩy hợp tác trong thực thi pháp luật giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Vào tháng 7 năm 2020, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký hiệp định thực thi về giảng dạy tiếng Anh của Đoàn Hòa Bình Peace Corps. Theo đó, thì hàng năm, Hoa Kỳ sẽ cử 20 tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chương trình này được hai nước ký kết từ năm 2016, nhưng quá trình đàm phán kéo dài cho đến 5 năm. Được biết là Đoàn Hòa Bình sẽ dạy tiếng Anh cho các trường trung học tại Hà Nội và Sài Gòn, sau đó sẽ mở rộng giảng dạy ở bậc đại học. Cộng sản Việt Nam đòi độc quyền nhận tiền từ thiện. Thưa quý vị, ca sĩ Thủy Tiên đã gây chú ý sau khi tuyên bố đã nhận được trên 100 tỷ đồng từ cộng đồng để có thể cứu trợ người dân bị bão lụt ở tại miền Trung. Tuy nhiên, nghị định của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có hiệu lực, có thể khiến cho nữ ca sĩ gặp rắc rối về pháp luật. Con số 100 tỷ đồng quả là không tưởng với một loạt cơ quan tổ chức do Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập ra để kêu gọi người dân đóng góp tiền cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hồng Thập tự Việt Nam, v.v. Tuy vậy, thì đây mới là những nơi mà được ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc khuyên người dân nên góp tiền, dù các tổ chức này chưa từng giải trình hay là minh bạch về thu chi. Nhà quan sát Phạm Ngọc Hưng nhận định trên mạng xã hội là mỗi lệnh chuyển tiền ủy thác cho cô Thủy Tiên cũng là một lá phiếu để chống lại đoàn thể chính thống của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc cứu trợ. Vì thế con số 100 tỷ có ý nghĩa như là sự thất bại hoàn toàn của hệ thống Cộng sản Việt Nam. Giới chức Cộng sản Việt Nam nói rằng lũ lụt miền Trung không phải là do phá rừng. Lũ lụt ở miền Trung trong những ngày qua được dư luận cho rằng có một phần nguyên nhân là do phá rừng. Nhưng ông trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã nói rằng do phá rừng là không đúng mà do biến đổi khí hậu. Vào ngày 21 tháng 10, báo trong nước đã dẫn lời ông Nguyễn Quốc Trị là trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cộng sản Việt Nam nói lũ lụt ở miền Trung do phá rừng là không đúng. Chính biến đổi khí hậu đã gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lũ ở miền Trung là một ví dụ điển hình. Thực tế, mấy vụ sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng ở Quảng Trị đều là những nơi phát triển rừng rất tốt, độ che phủ lớn. Tuy nhiên do mưa quá nhiều, địa hình dốc lớn nên mới gây ra tình trạng sạt lở đất. Phát ngôn của ông Trị được đưa ra trong bối cảnh công luận đang lên án tình trạng phá rừng, xây hàng loạt thủy điện là nguyên nhân chính gây bão lụt chết người ở miền Trung. Bản tin kế tiếp cho biết không khí vắng lặng mùa bầu cử sớm vào năm 2020 ở tại San Jose của California. Vào lúc 10:30 sáng ngày 21 tháng 10, 2020 vừa qua, thì nhóm phóng viên của Đài Việt TV Network đã có mặt ở một số địa điểm có đặt các hộp Dropbox để cử tri có thể đi bầu sớm nhằm hạn chế sự lây nhiễm trong mùa dịch bệnh COVID-19. Sự khác biệt năm nay, ngoài việc các cử tri có thể gửi thư bầu qua bưu điện hoặc là tới thẳng phòng phiếu, các cử tri cũng có thể đi bầu sớm bằng việc bỏ phiếu qua các thùng phiếu để sẵn tại các địa điểm quy định. Nhìn chung thì không khí ở tất cả các địa điểm đặt Dropbox rất là vắng lặng. Trong cuộc bầu cử năm nay thì ngoài sự bất đồng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cộng đồng các sắc dân hoặc là gia đình của họ cũng như là những mối bất hòa tương ứng, dẫu gì thì cũng mong cử tri có sự lựa chọn thật sáng suốt bằng lá phiếu của mình, bằng phương châm bầu đúng cử xứng để đất nước của chúng ta có được một vị tổng thống xứng đáng cho một đất nước hùng cường nhất thế giới. Chuyển sang một tin liên quan đến đời sống. Thưa quý vị, bà ngoại 99 tuổi đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Khi Florentina Martin, 99 tuổi, bị nhiễm coronavirus vào tháng 9, nỗi sợ hãi lớn nhất của con gái bà là bà sẽ phải sống đơn độc một mình trong phòng cấp cứu. Cô cho rằng mẹ của cô có lẽ đã bị nhiễm bệnh trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 99 của bà vào ngày 16 tháng 9, khi cả gia đình ra ngoài tận hưởng thời tiết đẹp với đồ uống trên sân thượng. Vài ngày sau thì bà Martin đã bắt đầu cảm thấy yếu và lui vào nghỉ trong giường. Nhưng bà đã chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ và đã tự hồi phục tại nhà ở Madrid, được hỗ trợ bởi gia đình, người chăm sóc Olga và con chó của bà, một giống chó Havanese có tên là Luna. Giờ đây bà đã quay lại xem các chương trình TV yêu thích và chơi trò chơi trên máy tính bảng với cháu trai của mình. Xin nhắc lại, với gần 1 triệu trường hợp nhiễm trùng được ghi nhận, Tây Ban Nha có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất ở Tây Âu. Hơn 34.000 người đã chết vì virus ở đây. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Oprah Winfrey
đứng đầu danh sách những ngôi sao điện ảnh nữ giàu nhất nước Mỹ. Theo thống kê mới nhất của tờ báo Forbes, diễn viên Oprah Winfrey đã vượt qua Madonna, Kim Kardashian và Kylie Jenner trong danh sách những ngôi sao điện ảnh nữ giàu nhất nước Mỹ. Ở tuổi 66 thì Winfrey sở hữu một khối tài sản khổng lồ là 2.6 tỷ Mỹ kim. Thu nhập của bà chủ yếu đến từ hệ thống chương trình truyền hình và tạp chí do bản thân của bà sáng lập, Oprah Winfrey Network, viết tắt là OWN. Ngọc Trâm và Quang Trương vừa gửi đến quý vị chương trình tin tức buổi tối của Đài Việt TV. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.